Đầu tiên á, ở cái bài dụng cụ này á, thì mình cần nắm là dụng cụ nó có những cái dạng khác nhau về chất liệu. Thì cho dù nó khác nhau chất liệu như thế nào, nó cũng chỉ, nếu chỉ chia theo âm dương ha, chia theo âm dương thì nó chỉ có hai nhóm thôi, nhóm dụng cụ âm và nhóm dụng cụ dương. À, âm dương chia theo cái chất liệu làm nên dụng cụ mà cái bề mặt mà nó tác động vào cái da của mình. Thì khi thầy nghiên cứu ấy, trên tất nhiên là trên lâm sàng nhiều bệnh nhân, như ta biết là riêng diện trần thì mọi thí nghiệm, mọi trải nghiệm là trên gì, người thật phải không ạ? Trên bệnh nhân là người, không phải vật, không phải động vật. Cho nên tất cả này là đều rất là gần sát với thực tế con người mình rồi. Thì những cái dụng cụ mà làm cái đầu tiết diện mà tiếp xúc với da mình mà bằng nhựa ấy, cái này là bằng nhựa ha, cái lăn gai này, hoặc là nó có những cái dụng cụ mà lăn láng như vậy này, nó có tác dụng hít đó, hít, hoặc là những cái dụng cụ mà láng như vậy, đúng không? Đấy, những cái dụng cụ láng như vậy, như là ví dụ cây này là cây con cá ha, để ủi sinh huyệt. Đấy, rồi những cái dụng cụ như là cái đĩa bay này để massage, đấy, đều những cái đầu láng hay là những cái đầu gai sần này, thì khi tác động lên da, những cái dụng cụ này, những cái dụng cụ đầu nhựa này nó có tính dương, tức là nó giúp, nó cứ di chuyển ma sát trên da thì nó sẽ làm ấm nóng da lên, ấm nóng da toàn thân lên. Và một cái hay nữa là ví dụ như cây lăn thì nó có tác dụng làm săn chắc, làm co nhỏ lại, tức là nếu như cơ thể mình có, ví dụ phụ nữ chẳng hạn, bụng mình mà lỏng lẻo đúng không, cái tay mình lỏng lẻo thì mình muốn nó săn chắc thì mình dùng cái lăn này, cái lăn dương này. Đấy, đấy là cái tính năng thứ nhất. Tại sao nó khác với cái lăn này là gì? À, với cái lăn đinh, cái lăn mà bằng inox mà nó có nhiều đinh đấy, túa ra thì theo quy luật là dương thì tụ lại, âm thì tán ra. Thứ nhất là inox thì khi chạm lên da nó đã mát hơn cái này rồi, đúng không? Thế rồi còn nữa là nếu như dụng cụ đồng lăn lên da nữa thì nó sẽ lại thêm một cấp độ mát nữa, đúng chưa? Vậy thì cái nào mà làm mát da thì nó sẽ làm mang tính âm, vậy cái lăn này xếp vào loại là lăn âm, còn cái này là lăn dương. Nên ở đây á, em có phân biệt, mình sẽ nhìn nó sẽ có ba loại, phân theo âm dương thì nó sẽ có ba loại. Cái loại lăn dương á, cái dương nhiều hơn á, là những cái lăn mà cái đầu tiếp xúc với da của mình là gì, bằng nhựa hoặc bằng sừng. Đấy, nếu ta gặp ở đâu mà lâu lâu có cái dụng cụ bằng sừng, bằng nhựa thì nó là cái dụng cụ mang tính dương, thì nó làm ấm cơ thể, ấm áp cơ thể. Ví dụ vậy thì những người mà âm nhiều hơn thì ta sẽ dùng gì ạ? Dùng dụng cụ dương. Đấy, nó làm ấm này, nó làm gọn, nó làm săn cơ chắc thịt lại, nó làm co nhỏ lại. Vậy thì có những cái gì mà nó cứ cứ phù ra, thì những người phù nề hoặc là tích nước thì ta dùng lăn gì, lăn dương. Đó. Hoặc những có những cái trường hợp mà có những cái khối u hoặc là những cái cục mỡ mà nó cứ càng ngày càng phình ra, mà nó cứ lỏng lẻo mình ấn nó có thể thay đổi hình dạng hoặc là nó chạy đó, thì những cái dạng đó, những cái dạng u cục mà nó mang tính âm đó, nó mềm gọn, nó nhão và cứ càng ngày nó càng phình ra, thì những cái vết thương hoặc những cái cục u mà nó mang tính âm đó thì ta lại dùng dụng cụ dương để ta khắc chế, ta co nhỏ nó lại và dần dần nó biến mất thôi. Thì trường hợp này ở ngoài Hải Phòng ấy, em có chữa cho những cái ca mà cứ đang chữa cái bệnh này, cái tự dưng hôm nay chị lại mọc cái cục u ở mông lên, thì kiểm tra thì sờ ấn tay xuống, ban đầu thì nó nổi lên về này, thì mình nhìn thấy về mình sờ thấy nó mềm lắm, thì mình lăn 3 ngày chỉ có lăn thôi, chỉ có lăn thôi. Đấy, mình sờ mình kiểm tra xem cái u này nó là sao, nếu nó cứng thì ta lại phải dùng cái khác nha, nếu nó mềm và nó chạy thì dùng cái lăn dương này. Thì lăn tới 3 ngày, xong lăn lăn tới 3 ngày cái sờ nhìn bằng mắt là không thấy đâu, tức là nó ẩn dưới da rồi, tức là nó nhỏ lại rồi, nhưng mà ấn tay thì vẫn thấy nó chạy đi chạy lại. Sau 1 tuần, sau 10 ngày thì thấy tìm 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 hoài không thấy đâu nữa, là nó mất. Những cái mà nó mới á, thì dụng cụ diện trần giải quyết rất là tuyệt vời, không cần phải dùng đến phác đồ tiêu u, mà dụng cụ nó đóng vai trò rất lớn. Đấy, trong cái việc nó quá dễ dàng rồi đấy, đó là cái dụng cụ dương mà hiệu quả của nó rất tuyệt vời như vậy. Và những trường hợp mà tai biến nè, cái tai biến thì có hai cái dạng là liệt mềm và liệt cứng, đúng không ạ? Thì cái dạng mà liệt mềm đó, tay chân đó, mềm oặt về nè, đúng không, có không ạ? Thì cái trường hợp đó ta dùng lăn gì, lăn dương đó, cho nó cứng cáp gân cơ lên, dây chằng lên, làm tăng dương, làm khỏe người lên. Còn cái trường hợp tiếp theo là những cái dụng cụ bằng lăn lăn đinh thì lại có cái dụng cụ lăn đinh nữa. Cái dụng cụ lăn đinh thì trường hợp này là cái tính chất lớn nhất của lăn đinh là làm tan, làm tán, làm tiêu. Thì làm tan ở đây là gì, là làm tan khối u,
làm tán gì ạ, cũng làm tan, làm tán, làm tiêu những cái khối u cục mà nó ở cái dạng mà nó đang cứng. Cứng cái gì mà nó cứng thì đầu tiên nó phải làm mềm ra đã. À cái này thì nó làm săn lại, cái dụng cụ dương này nó làm săn, còn cái dụng cụ mà âm ấy, dụng cụ lăn đinh thì nó làm mềm, nó làm giãn cái cơ mình ra. Hay vậy đó. Vậy thì ví dụ về làm mềm nhá, làm săn nhá, hai cái khác nhau nhá, thì có phải là ví dụ giảm béo ha, cái bụng á, cái bụng mỡ đó, thì có hai trường hợp, có hai trường hợp đến. Thì trường hợp mà ví dụ nam giới chẳng hạn, sờ cái bụng người ta cũng bụng bự nhưng mà cứng, mà săn lại, thì những trường hợp đó ta phải làm mềm đã, chứ không phải cái trường hợp nào ta đối xử cũng giống nhau. Còn cái bụng phụ nữ thì đôi khi là nó tưng tưng, nó mềm oặt ra, thì lúc đấy ta lại dùng lăn dương cho nó săn nhanh lại. Thì hai này đúng khác nhau không à, phân biệt được chưa? Đúng rồi, bên trong thì ta phải dùng cái khác. Ok, đây là những cái mà bên ngoài ta sờ, ta cảm nhận được. Đúng. Còn những cái bên trong thì ta lại phải sờ nắn cơ thể, coi cái tạng người đó âm hay dương. Có những người như bài hôm qua đúng không ạ, bài hôm qua chị Tâm có học không? Thì những người mà u bên trong cơ thể đó thì phải xem lại bài ngày hôm qua, là tạng người này ta phải xác định tạng âm hay tạng dương, xem cái tổng thể đó. Thì lúc đó ta sẽ dùng dùng dụng cụ phù hợp với thể tạng. Có những người cũng là u đó, là u u nang, u sơ buồng trứng, u u nang tử cung, rồi u vú. Đấy. Có những trường hợp u vú nhưng mà không có cục u, không có thể hiện, nó mình không có sờ nắn được nhưng nó ẩn bên trong á, thì ta chữa từ gần như ta luôn lấy cái thể tạng làm gốc. Nếu như cơ thể người bệnh nhân nó rất là âm, như hôm qua các triệu chứng ta học đúng không, 20, 21, 22 cái tiêu chí mà ta gợi ý mà ta dựa vào đó, thì ta đánh giá tổng quan của người này. Nếu mà họ rất là âm thì ta phải nâng từ từ cái tổng trạng tăng dương lên. Thì mình phải nắm được, mình học xong cái diện chẩn mình sẽ cần nắm được là có những cách nào để tăng dương cho cơ thể. Tăng dương bằng dụng cụ dương, tăng dương bằng ăn uống dương, thì bài ngày 11 ta sẽ học. Tăng dương bằng những cái giảm thuật. À, 12 động tác xoa mặt, chà mặt bằng khăn nóng, đánh 6 vùng phản chiếu. Cái dụng cụ này thêm nữa là gì? Những trường hợp mà làm trường hợp liệt cứng như chị Ly hỏi, thì như trường hợp liệt cứng là lúc đấy ta phải cần cũng cần phải cái dụng cụ làm mềm trước, làm mềm và làm giãn gân cơ đấy. Và hai cái dụng cụ này ấy, luôn luôn đi kèm với nhau, ta nên đi kèm với nhau, chứ không ai thiếu một trong hai, giống như âm với dương ấy. Ngay 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 như bản thân mình, một cái trường hợp đau lưng thôi thì sáng ta đau kiểu khác, chiều ta đau kiểu khác. Kiểu khác là như thế nào? Chẳng hạn như buổi sáng ấy, ta thấy ví dụ một người đi nắng đi, ta đi nắng về ta đau và ta co cứng cái cơ, hoặc là ta tập thể dục thể thao ấy. Sáng anh đi chạy hay đi tập mà ví dụ ta có hơi tập quá đà một chút xíu, thì cái co cứng đấy là co cứng cấp, thì ta lại cần làm giãn làm mềm đúng không. Rồi đến tối thì bắt đầu người ta mềm nhũn, ta mệt, ta oải, ta mềm nhũn người ra. Thì những trường hợp như thế có không? Có. Hoặc có những hôm nào đó mà ta ăn đồ ăn á quá âm đi, cái về nhà cái là người ta như cọng bún vậy đó, là chỉ muốn nằm thôi. Thì những trường hợp như thế lăn lưng chút xíu thôi, lăn chân lăn tay chút xíu, ta khỏe hết cả người lên, ta chưa cần ấn huyệt gì cả. Thì những cái dụng cụ này của thầy tác dụng thay cho là người nào đó người ta không có biết học, không muốn nhớ cái gì, cầm dụng cụ lên mà biết dùng dụng cụ thôi là khỏe người rồi. Thì bảo sao mà rất nhiều học viên mà đi tặng những cái đồ sức khỏe thì đi tặng cái lăn. Thì em hỏi tặng sao, người ta đã học chưa biết làm không, thì nói trời ơi, hướng dẫn làm là người ta mê tít. Thì có những người đau lưng á, đau lưng bước đầu tiên chưa cần làm gì hết, lăn cái đã, lăn đôi khi giảm 50%, thì các anh chị còn mong muốn gì hơn nữa. Cái lăn rất hay, nhưng mà chỉ cần là đôi khi này, với những người chưa biết được những quy luật âm dương này thì đưa cái lăn lên, nó lại hay ở chỗ là khi lăn á, cơ thể ai cũng vậy, cái cảm giác á, rất tuyệt vời. Cùng một lúc, cùng một thời điểm, khi khi đưa cái cây lăn lên lăn, cái tự dưng cơ thể mình nó sẽ báo cho mình biết cái lăn nào tại thời điểm đó nó phù hợp, mình cảm giác dễ chịu. Nhưng mà đưa một cái cây lăn khác lên, đưa ví dụ đưa cây lăn gai lên lăn thấy khó chịu, nhưng mà lăn thử cây khác lên thấy dễ chịu hơn liền, thì tức là ngay tại thời điểm đó cơ thể mình ấy, nó luôn luôn nó chọn được một cái dụng cụ phù hợp với nó. Còn nếu không có cái lăn khác thì buộc ta phải lăn cái đó, nhưng mà ta sẽ thấy hiệu quả kém hơn. Thì em đã thử trên mình rất nhiều lần và với nhiều cái triệu chứng khác nhau á, thì cái lúc mà ví dụ mình bị cảm lạnh hay là cái lúc mình bị tiêu chảy mà cái bụng mình nó rất là khó chịu và ví dụ nó đau mà cứ quặn từng cơn, thì mình lăn cái lăn thử cái lăn đinh này lên là mình khó chịu liền, nhưng mà mình lăn cái lăn dương lên sao mà nó dễ chịu vậy. Đấy, lăn cho bệnh nhân rất nhiều ca cũng vậy, thì mọi người cũng tự là giúp cho mình khẳng định hơn cái tính chất của âm dương trong dụng cụ này, hay quá.
Đấy, thì các anh chị lát nữa mình sẽ trải nghiệm. Xíu nữa mình học thêm nữa thì em sẽ nói về những cái cách sử dụng về cái động tác á, cái tốc độ đấy, và cái lực. Nó cũng mang tính âm dương, mình có thể thay đổi một cái dụng cụ âm này mà mình có thể thay đổi thành dương, và một cái dụng cụ dương này mình có thể làm cho nó ít dương hơn hoặc là tăng dương nữa lên nhé. Chỉ bằng cách thay đổi cái dụng cụ cuối cùng là dụng cụ đồng nhé. Dụng cụ bằng đồng á, cái đưa lên da cái nó mát lạnh hơn là dụng cụ, hai cái dụng cụ kia rồi, thì nó có tính là mát mạnh này. Đương nhiên là mát thì nó sẽ giúp mình hạ sốt hạ nhiệt chưa ạ? Sốt lăn hay lăn đồng, trường hợp ta không có lăn đồng thì ta có thể dùng cục đất đá thôi, nhưng mà có lăn đồng thì ta dùng lăn đồng. Và lăn đồng hạ sốt ấy, thì trong diện trần nó có một số cái cây như vậy này. Đó, cái cây nhỏ và cây lớn, cho kẹo cho con nít, cho người lớn, hoặc là cái cây này dùng lâu rồi. Cây này thì nó kết hợp với cái bàn chải tiên để massage toàn bộ da, da đầu cũng như là da toàn cơ thể, mình có thể cứ xoáy tròn như vậy massage trên da cho nó thư giãn. Những cái đầu đồng này thì khi mà mình, nó hút nhiệt ghê lắm. Nếu như mà mình đưa lên da mà lúc đang nóng sốt, lăn có một phút thôi, đưa xuống cầm nó nóng, nhiệt nó hút vào đây, thì tức là cái nhiệt cơ thể mình được cân bằng lại. Đấy, rồi mình nếu vẫn còn sốt thì mình sẽ nhúng cái cục đồng đang nóng này, nhúng vào cái bát nước lạnh, nước đá. Đấy, rồi nó trả lại cái nhiệt bình thường cho cái cây đồng này, rồi mình lại lăn. Tại sao lại có cả lăn gai, lại có cả đồng gai? Thì với những trường hợp mà không phải chỉ mỗi đơn giản là hạ nhiệt hạ sốt, mà những trường hợp mà cần dùng cái đầu gai này kết hợp với đồng mát đi sâu dưới da, thì nó đi sâu tác động cả huyệt nữa, hoặc là tác động cả dưới da, sâu dưới da nữa, thì như trường hợp những người mà huyết áp cao hay những người mà nóng nhiệt đó, nóng nhiệt nhưng đi kèm với nhiều bệnh lý. Đấy, thì khi ta lăn bằng cái lăn đồng này tác động trên da thì nó sẽ đi sâu xuống dưới da hơn. Đấy, và nó làm lưu thông khí huyết luôn, chứ không phải chỉ mỗi là có tác động là làm hạ nhiệt. Người huyết áp cao á thì cũng có trường hợp âm tạng và trường hợp dương tạng, được không ạ? Thì cả hai trường hợp này ta phải thử, tức là ta lăn đồng lên trên da và ta xem nó phù hợp hay không. Phù hợp là khi lăn đồng lên ta thấy dễ chịu quá và huyết áp của ta hạ xuống thì tuyệt vời quá rồi, đạt được cả hai yếu tố. Cảm giác con người đó là thống soái, cảm giác con người là cao nhất đấy, nghĩa là ta cần lắng nghe, ta biết cách lắng nghe, ta biết cách quan sát cơ thể. Ví dụ ta có ba cái dụng cụ trong tay thì ta lăn cả dụng cụ âm và dương. Duy nhất dụng cụ của diện trần của thầy Bùi Quốc Châu á, thì thầy luôn luôn đưa âm dương vào, âm dương trong một cây có cả hai đầu âm và đầu dương. Thì nếu như đầu dương mình đưa lên và mình thử luôn cả đầu âm, cái nào dễ chịu hơn mình làm cái đó. Và cái cảm giác dễ chịu đấy nó sẽ chính là cái vị thầy nó dẫn dắt cho mình. Với cái đúc kết này của thầy không phải tự dưng thầy đưa ra được bằng cái cảm tính, mà rất nhiều lần là khi mà chữa đó. Ví dụ như mình là người trị liệu đi, mình trị cho một người khác thì mình cảm tính của mình đánh giá, mình quan sát, thì mình dùng một cái cây dụng cụ âm hoặc một cây dụng cụ dương. Nhưng khi đưa lên người bệnh nhân thì mình hỏi, mình thử cả hai cây thì mình hỏi thì người ta lại chọn cái khác loại, thì mình sẽ follow cái nào, mình sẽ theo cái nào, mình sẽ theo cái mà người bệnh nhân nó họ cảm chứ không phải là cái cảm của mình. Đấy là cái cuối cùng mà thầy chỉ ạ.